Ủa bé đâu? Bé đâu? Bữa đâu mày, mày bữa nay mày đâu qua đây nè Hưng? Dạ, nay qua nhà ngoại chơi. Cậu mày đâu? Cậu mày đâu mà? Nằm ngủ làm gì kìa. Hèn chứ tao gọi điện thoại nãy giờ nó bắt máy. Đâu mày quay cam sao coi nó đang. Mày quay cam sao tao coi nó đang nằm đâu. Ngủ lâu mau rồi Hưng? Đã lâu rồi. Ê Hưng nói nghe Hưng, Hưng. Hưng. Dạ dạ. Nói nghe nè. Dạ. Quay mày mày giúp tao nha. Bây giờ mày đặt cái máy đi. Dạ. Mày xuống mày lấy lò nghe mày quẹt mặt nó tao. Rồi không biết mình sao. Nó mà biết mày nói cầu mười chỉ. Cầu mười kêu làm vậy. Đi. Dạ. Mai mốt. Dạ. Mai mốt tao gặp tao cho mày tiền. Không sao đâu. Mày quên chứ. Dạ. Mày bây giờ mày đặt cái máy lên này. Nó có cái máy rồi. Nó có cái máy quay nó không quánh mày đâu. Dạ. Hiểu không? Giờ rồi mày hay mày kiếm cái chỗ mày để máy đi. Đi. Được chứ? Ừ, không? À được rồi đó. Được hết. Để im đó nha. Coi chừng nó ngã cái máy á. Dạ dạ dạ. Ê nói nghe nè, nói nghe nè Hưng. Quẹt dạ. Ê mày quẹt hai con dưới hai con mắt đó. Mày quẹt rồi mày trốn nha. Dạ. Ừ. Rồi mằng đi. Ê Hưng tao nói mày nghe nè Hưng. Dạ. Mày lấy cái gói thuốc đó trên bàn kìa. Mày để ba điếu trên ngực nó. Mày cầm gói thuốc lên trên này mày chọi nó. Hiểu không? Dạ. Để ba điếu trên ngực nó xong rồi cầm gói thuốc lên đây chọi nó. Dạ. Rồi chọi nó. Không vậy luôn hả? Dạ không vậy. Kiếm láo gì đó. Kiếm đồ gì mà chọi cho nó tỉnh vậy coi. Không biết ai tự nhiên cậu làm gì, nên ngủ đâu, muốn chửi cho nhà hả?
Cái đuôi bỏ đi cậu cầm luôn này. Nhưng mà đây thì cũng thiệt coi như ma hát rồi. Đã có đội như thế này thì chỉ thấy được một bữa đi chạy đi xuống một người xuống dưới đó. Đi mấy bữa thì về hát nó giờ giờ chặt tơ nó thì như bữa người theo luôn rồi. Thằng cậu kia một chưa cũng sớm một cú đang ngủ thì mở đang ngủ cũng hay nữa. Tao xúi nó, tại mày ngủ cho cố vô tao xúi nó. Bộ, cái gì nó mới làm mệt vậy bộ. Làm gì mấy ngày dịch bệnh làm gì được, rửa nhà hả, rửa chén hả? Dạ, mấy ngày lấy được, nhà tao
Ok, bye bye.